Yensin thay đi đổi lại thủ tướng chính phủ nhằm mục đích gì? Vì sao nhân vật không tiếng tăm trên chính trường Moscow bỗng nhiên được Yensin bổ nhiệm làm thủ tướng chính phủ Liên bang Nga? Được bổ nhiệm trong thời cuộc gay go, Putin làm gì để xoay chuyển tinh thế? Putin, còn ngựa ô chính trị nổi danh trong 4 tháng nhậm chức, với thành tích chính trị tuyệt vời, trở thành vị thủ tướng cứng rắn. Ngày 9 tháng 8 năm 1999, đối với Putin là một ngày khác thường. Đài truyền hình quốc gia Nga phát toàn văn bài phát biểu truyền hình của Jensin do phòng tin tức của tổng thống Nga phát đi. Các công dân Nga tôn kính, hôm nay tôi đã ký sắc lệnh về việc bầu cử Duma quốc gia. Cuộc bầu cử Duma quốc gia sẽ được tiến hành vào ngày 19 tháng 12, hoàn toàn đúng thời gian quy định theo hiến pháp và pháp luật. Sự thực cuộc tranh cử kiểu marathon đã mở màn rồi, đó là một thời kỳ hết sức khó khăn và quan trọng cho nên tôi xin mọi người hãy đặc biệt quan tâm thậm chí đặc biệt cẩn thận để đánh giá những biểu hiện của những người ra tranh cử tôi đã hứa việc bầu cử duma sẽ được tiến hành một cách trung thực tôi tin rằng người được các bạn bầu ra là thật xứng đáng và đứng đắn nhưng cũng không nên quên rằng đúng một năm nữa sẽ tiến hành bầu cử tổng thống bây giờ tôi quyết định nói ra người mà tôi thấy có thể dựa vào lực lượng chính trị rộng rãi nhất đoàn kết xã hội bảo đảm tiếp tục cuộc cải cách ở nga người mà có thể đoàn kết xung quanh mình tất cả những người làm nhiệm vụ chấn hưng nước Nga vĩ đại bước vào thế kỷ 21. Người đó là bí thư hội đồng an ninh, cục trưởng cục an ninh liên bang Nga Vladimir Vladimirovich Putin. Hôm nay tôi đã ra quyết định giải tán chính phủ Sergei Vladimirovich Stepasin. Tôi đã căn cứ vào hiến pháp thỉnh cầu Duma quốc gia phê chuẩn Putin giữ chức thủ tướng chính phủ liên bang Nga Tôi tin tưởng Putin trên chức vụ cao cấp đó có thể mang lại lợi ích rất lớn cho quốc gia. Người Nga cũng có thể đánh giá công tác và cung cách đối xử của Putin. Tôi tin tưởng tôi cũng mong đến tháng 3 năm 2000 được đến trạm bỏ phiếu để làm việc lựa chọn của mình. Tất cả mọi người có thể tin tưởng vào Putin. Tôi cho rằng Putin có đủ thời gian để tự thể hiện. Tôi rất hiểu Vladimir Vladimirovich khi làm phó thị trưởng thứ nhất Saint Petersburg. Tôi đã chú ý quan sát, mấy năm nay chúng tôi đã kề vai sát cánh công tác bên nhau. Trên mọi chức vụ, Putin đều rất mạnh dạn và kiên định trong công tác và đạt kết quả tốt. Vladimir Vladimirovich có kinh nghiệm công tác quốc vụ rất phong phú. Thủ tướng chính phủ là một công việc nặng nề, là một thử thách to lớn. Tôi tin tưởng Putin có thể gánh vác được. Người Nga sẽ ủng hộ Putin. Tôi cũng bày tỏ lòng cảm ơn đối với công tác rất tốt của Sergey và Stepashin đã thành công trong việc xây dựng một nội các có sức mạnh duy trì được tình hình chính trị và kinh tế quốc gia ổn định. Tôi tin tưởng sẽ gây và Đimovich sẽ ủng hộ người bạn và là người kế thừa mình. Nước Nga đang bước vào một giai đoạn chính trị mới. Một năm sau, vị tổng thống Nga đầu tiên trong lịch sử nước ta sẽ bàn giao chính quyền cho tổng thống mới đắc cử. Các công dân Nga tôn kính dù thế nào đi nữa người đó sẽ là vị tổng thống giành thắng lợi trong cuộc bầu cử trong sạch và trung thực của mọi người. Xin cảm ơn. Như vậy, nhân dân Nga lại có một người lãnh đạo chính phủ mới. Putin lúc này tuy đã là nhân vật có vai vế trên chính trường Nga, rất nhiều người từ lâu đã dự đoán Putin sẽ trở thành người đứng đầu chính phủ mới, nhưng uy tín trong xã hội chưa cao. Sau khi bài phát biểu của Yeltsin được truyền đi, phóng viên báo độc lập Nga tổ chức một cuộc phỏng vấn trên đường phố Moscow chuyên về vấn đề giải tán chính phủ Stepashin, Putin lên thay thủ tướng. Một thương gia tên là Nina Anisenko nói, Tôi không biết Putin tại sao chúng tôi lại phải bầu người do Yeltsin tiến cử. Tôi cho rằng mọi người sẽ không bầu cho ông ta. Một thượng nguội tên là Alexei Fumin nói, Yeltsin gọi ai là người thừa kế đối với tôi chẳng có nghĩa lý gì. Putin là ai? Tôi không biết. Tôi chẳng biết gì việc quốc gia đại sự. Nay, gọi người này là người thừa kế. Mai gọi kẻ kia là người thừa kế. Tôi chẳng thấy có gì khác nhau. Lương cũng chẳng vì thế mà được tăng. Một viên chức tên là Maria Kulakova nói, bất kể Putin là ai, hai tháng sau anh ta sẽ bị cách chức, cũng giống như Stepasin thôi. Một vị giáo sư tên là Igor Tanyin nói, tôi không thấy Putin và Stepasin có gì khác nhau. Tôi nghĩ giá cả ở Moscow sẽ tăng, đồng đô la cũng lên giá, Putin không làm được tổng thống, mọi người trong nước chẳng ai biết ông ta. Xem ra dân chúng Nga đối với việc thay đổi chính phủ và thủ tướng như đèn cù của Yeltsin đã chẳng còn coi là lạ nữa. Nhưng đối với địa vị của Vladimir Putin bỗng nhiên tăng vọt, đã gây chấn động rất lớn trong giới truyền thông đại chúng và trên chính trường Nga. Cũng một kiểu nói được theo diệt rất nhiều là KGB lại trỗi dậy, ngành tình báo bí mật là con đường cao tốc thông đến chức vị cao trong điện Kremlin. Cách nói này có sức thuyết phục nhất định và ngoài bản thân Putin đã có gần 20 năm công tác trong ngành tình báo ở trong và ngoài nước, mới đầu là KGB của Liên Xô trước đây, sau này trở thành Cục trưởng Cục An ninh Liên bang Nga. Trước Putin còn hai vị trùm tình báo, đều là thủ tướng, một vị là Sergei Stepashin mới bị cách trước một tuần, đã từng là người phụ trách Cục An ninh Liên bang. Một vị khác là tiền nhiệm Stepashin, nguyên bộ trưởng ngoại giao Evgeny Primakov đã từng chủ trì công tác của ngành tình báo đối ngoại. Không những thế, sau khi giữ chức thủ tướng, Primakov còn đưa nhiều quan chức tình báo bí mật trước đây vào giữ các chức vụ lãnh đạo cao cấp trong các ngành của chính phủ, các ngành nghề của nhà nước và thông tin đại chúng. Văn phòng Tổng thống, nơi hội tụ các trợ lý cao cấp của Tổng thống, đã từng do quan chức cao cấp KGB Nikolai Bochucha chủ trì. Một quan chức KGB khác là Makhalov cũng từng giữ chức vụ quan trọng này. Quan chức tình báo đối ngoại trước đây là Boris Ivanov từng được bổ nhiệm làm người phụ trách đầu tiên của phòng thông tin báo chí điện Kremlin. Primakov bổ nhiệm cấp phó cơ quan tình báo trước đây của ông ta là Yuri Chubakov giữ chức chủ nhiệm văn phòng chính phủ, bổ nhiệm một quan chức của bộ máy tình báo đối ngoại trước đây Valery Kanchelov là người lãnh đạo ngành công nghiệp quân sự và an ninh. Phương tiện thông tin của Nga giải thích việc Yeltsin bổ nhiệm những nhân viên của bộ máy tình báo bí mật giữa các chức vụ mấu chốt, đó là phương pháp để kéo những người đáng tin cậy đến với mình trong thời kỳ chính quyền Yeltsin ngày càng suy yếu lung lay. Những nhân viên tình báo cũ còn được bổ nhiệm là người phụ trách các xí nghiệp và các ngành có nguồn tài chính quan trọng, tuy rằng một số sau đó đã bị thay thế. Grigory Rabota là một cấp phó khác trong bộ máy tình báo của Primakov được bổ nhiệm làm người phụ trách công ty xuất nhập khẩu khí tài kỹ thuật và vũ khí Nga, là công ty xuất khẩu vũ khí chủ yếu của Nga. Cho đến đầu tháng 8 năm 1999 thì bị thay thế bởi một quan chức có quan hệ mật thiết với Tachinia Chiasenko, con gái của Yensin. Ngành thông tin Nga cũng không nằm ngoại lệ này. Yuri Khobarat, người phát ngôn của bộ máy tình báo bí mật trước đây, trở thành phó giám đốc thông tấn xã TASS của Nga, trung phản gián, Koshiliakop hóa thân thành người phụ trách bộ phận phục vụ thông tin đài truyền hình và đài phát thanh công cộng Nga. Tuy trong cuộc cải cách chính phủ sau đó, những quan chức của bộ máy tình báo bí mật được Primakov hoặc Stepashin bổ nhiệm, có một số bị bãi chức, nhưng họ tiếp tục làm việc trong ngành an ninh, các xí nghiệp Nga hoặc ngân hàng tư nhân. Do Yeltsin đã tuyên bố ông ta chọn Putin trùm tình báo trước đây làm ứng cử viên tham gia tranh cử tổng thống năm 2000 của điện Kremlin, nên Putin có hy vọng từ vị trí thủ tướng hiện nay bước lên ngôi báo tổng thống. Nhưng dân chúng Nga tỏ thái độ thờ ơ với việc Yeltsin chọn ai là người thừa kế cũng có cái lý riêng. Trên chính trường Nga đang bị lung lay, Yeltsin đang không ngừng tìm kiếm vật đối trọng. Do nền kinh tế Nga vẫn không thoát được khỏi đáy vực, nhân dân bất mãn với hiện trạng bắt đầu nuối tiếc đời sống trước đây. Cho nên ảnh hưởng của Đảng Cộng sản Nga do Yuganov lãnh đạo ngày càng lớn. Yeltsin vẫn bám giữ chính phủ cánh hữu đang phải tập trung vào vấn đề phát triển kinh tế quốc gia, giải quyết mâu thuẫn dân tộc lại còn phải đối phó không ngừng với Duma do cánh tả chiếm thế áp đảo, làm cho thời cuộc chính trị Nga lại bước vào một thời kỳ xáo động. Yen xin cảm thấy uy quyền của mình bị thách thức. Ngày 7 tháng 9 năm 1998, trước khi Duma quốc gia họp hội nghị toàn thể, liền triệu tập hội nghị bàn tròn có Tổng thống, quyền Thủ tướng, Bí thư Hội đồng An ninh, Đại biểu Thượng và Hạ viện, Thị trưởng Moscow và lãnh đạo công đoàn tham gia nhưng các bên không thống nhất được ý kiến với ứng viên, thủ tướng, đề nghị Duma quốc gia phê chuẩn, đồng thời để cho chính phủ mới có 6 đến 8 tháng để thử việc. Duma cương quyết chống lại sức ép của Tổng thống trong vòng bỏ phiếu lần thứ hai tại hội nghị toàn thể Duma quốc gia tiến hành trong đêm đó. Một lần nữa, lại phủ quyết chức danh thủ tướng của Chernomyrdin do Tổng thống Yeltsin đưa ra. Tình hình càng trở nên phức tạp Yeltsin lại đe dọa nếu lần thứ ba mà người ông ta đưa ra không được phê chuẩn Ông ta sẽ thừa hành quyền lực hiến pháp cho phép giải tán Duma Cuộc khủng hoảng chính phủ của Nga xem ra ngày càng nghiêm trọng Ngày 10 tháng 9 tình hình đột nhiên dịu xuống Tổng thống Nga Yeltsin đề cử quyền bộ trưởng ngoại giao Primakov làm thủ tướng chính phủ lên Duma quốc gia Đó là sự lựa chọn của Yeltsin trong hai ngày suy tính Sau cuộc bỏ phiếu vòng 2 của Duma quốc gia ngày 7 tháng 9 phủ quyết đề nghị của Yensin đưa Chernoy mức lên làm thủ tướng. Duma quốc gia sau cuộc biểu quyết vòng 2 đang đợi Yensin đưa tên ứng viên thủ tướng lần thứ 3 Chernoy và chủ nhiệm văn phòng tổng thống Yumasev. Ngày 9 tháng 9 lại thương lượng với Chernoy và quyền bộ trưởng ngoại giao Primakov. Ngày 10 tháng 9 lại gặp Chernoy và Primakov, sau đó mới đưa ra quyết định đưa tên Primakov. Tiếp đó, tại hội nghị đặc biệt của Duma quốc gia đã ra quyết định, Chiều ngày 11 sẽ họp hội nghị toàn thể thông qua vấn đề đưa Primakov làm thủ tướng. Trong các nhân vật quan trọng của nhiều chính phủ Nga, bộ trưởng ngoại giao Primakov là người được hoan nghênh và đánh giá tốt.